Tôi và anh ta thân lắm. Anh ta đã giúp tôi làm rất nhiều chuyện, giống như vụ của cô chẳng hạn. Có điều anh ta lấy giá hơi cao đó. Mít Deli ủ mát chuẩn Âu, tươi ngon mềm mọng. Tôi không biết đây là nhà anh. Tối hôm đó cô tình cờ vậy? Hai người đã biết nhau rồi mà, phải không? Tôi phải ra ngoài để... Cô ngại sao? Cô nhận ra anh ta là người... Người đã đứng trước tòa kết tội cô, phải không? Tôi có việc gấp phải gặp chú Đại. Xin phép. Tôi có gửi cho anh một món quà nhỏ. Hy vọng anh sẽ thích. Tôi và anh ta thân lắm. Anh ta đã giúp tôi làm rất nhiều chuyện, giống như vụ của cô chẳng hạn. Có điều anh ta lấy giá hơi cao đó. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác cô và anh ta đang có điều gì đó che giấu. Nên khi gặp nhau, hai người ánh mắt rất kỳ lạ. Tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi. Lại chạy trốn? Tôi sẽ không chết đâu, nên cứ yên tâm mà đi. Deli ủ mát chuẩn Âu, tươi ngon mềm mọng. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên Vion.